kinh tâm pháp. Hạ nguyên đông thắng suốt. Chánh pháp định châu thiên. Long hoa huỳnh đạo thượng. Di lạc trưởng quần tiên. Châu thiên. Thầy thương xót muôn loài vạn vật trong kỳ mạt pháp tà duyên, chuyển từ huyền linh để tuyển trạch căn nguyên, lập thành nguồn tái tạo, lấy âm dương làm căn, dụng ngũ hành làm bổn, mượn tam bửu làm hình, để nâng điểm từ linh qua khỏi sự sống tạm thời của hữu thể, hầu trở về với cõi vô sanh, diệt ở ngoại giới hư linh tịnh diệu. Thầy truyền cho các con thượng châu thiên, có nghĩa là lần cuối cùng của đạo trời phổ giáo. Vô vi thì thiên, hữu vi thì địa. Thiên tánh tịnh, địa tại luân. Tịnh bổn quang minh, luân hoàng châu định. Vô vi là cõi của trời, hữu vi là hình của đất. Đất trời đều là gốc ở tịnh, vì tịnh mới có ánh sáng để soi xét tam thiên, đại thiên thế giới, hầu hóa sanh vạn vật muôn loài. Châu là hình thể của sự nâng đỡ, vòng bao la của vũ trụ. Giữa biển trầm luân có khoảng đất lành. Thiên là sự sáng suốt cao nhiên, hư diệu, thể hiện vô sanh, vô diệt. Châu thiên là sự trong sạch toàn nhiên, chưởng quyền sanh hóa. Sự thanh tịnh, trong sạch toàn nhiên, chưởng quyền sanh hóa, duy có Thượng Đế. Thượng Đế chính là Thầy, là tình thương thể hiện qua lặng tinh điển để hóa hoàng, dìu dẫn các con trở về với cõi hư linh màu diệu. Trích Ngọc Kinh Huỳnh Đạo. Ngọc Kinh Tâm Pháp. Ngọc Kinh Tâm Pháp Thầy truyền, nhiệm màu siêu việt, đoạt quyền hóa công. Thương các con cởi rồng hạ thế, mượn bút vàng đạo để phân tường. Chân truyền ứng hóa ngàn phương, thời kỳ mạt pháp Thầy trương đạo huỳnh. Các con là đại thầy, thầy là các con. Này các con, các con là người cũng như muôn loài vạn vật, đều do tự thiên cổ hư vô mà sanh ra, rồi lại diệt đi để trở về với cái không nguyên thủy. Phàm sự vật hiện tồn trong cảnh sắc giới này đều do tiền định về hữu chất cả. Con người có sự thụ hưởng, tương quan cảm giác, luôn luôn mưu tìm lấy sự khoái lạc, nhiều mà khó nhọc ít. Trong buổi tàn nguân, kẻ bạo tà đa số, người tích đức thiểu phần. Vì thế, sự tranh lấn càng sâu đậm, chỉ cần dùng số lượng, rồi cho rằng hay,
rằng mình mạnh mà không màng đến phẩm quý, tuy hiếm hoi nhưng vô cùng cao đẹp. Mỗi người đều tự chủ theo thị dục thấp hèn, nên bớt phân đẳng cấp. Từ xưa mệnh thừa từ trên truyền xuống, dụng đức phục tài. Ngày nay từ dưới định lên, đem tài khiển đức. Như thế không còn biết ai cai quản. Bậc chí sĩ anh hùng đức độ, không xuất đầu lộ diện, mặc cho kẻ bạo tà tự do túng xính. Chẳng biết có trời, không tin thần thánh, khinh rẻ hiền triết, tiền nhân cợt thầy phản bạn, không còn khuôn phép gì nữa. Ác nghiệp chất đầy, nên luôn xảy ra những cuộc đại biến, chiến chinh, làn sóng duy vật nhận chìm chân lý nhân tâm. Cho đến khi thảm khổ tận cùng, bất đắc dĩ mới nhìn rõ ra chân tâm siêu lý của đạo nghĩa, là từ linh mà từ lâu quên hẳn. Bấy giờ mới gắng sức nhọc nhằn học lại. Khi tỉnh giấc mơ cuồng, và nhờ sự khổ não tận cùng mới tỉnh ngộ rằng, nếu người không có bổn nguyên đạo giáo, chẳng tin ở đấng thượng đế tạo nhiên, thì không còn con đường cứu cánh, không có chân lý màu siêu, có tai biến đớn đau, có hoạn họa vô thường, có sự phiền não truyền vĩnh. Con người giờ đây mới bắt đầu suy nghiệm về bản thể giai kỵ mà tìm nơi đạo pháp. Này các con đã nhìn thấy thiên luật, sự tuần hoàn của vũ trụ, cách biến sinh của muôn loài vạn vật, tuần tự điều hòa lớp lan thay hình đổi dạng. Nếu vũ trụ đã có một pháp luật quy điều, thì trên vũ trụ ấy lại không có một quyền tuyệt linh định đặt quản xuyến hay sao? Sự định đặt trật tự tử sanh biến diệt do nơi thầy. Thầy là linh mà các con là thể. Toàn nguyên của linh là mãnh lực tuyệt vời, là sự sống, sự hiểu biết, tuy rằng vô vi nhưng thống trị muôn loài, dầu người đời không cảm ứng được, nhưng chung quy cũng biết rằng tinh lực toàn nhiên, khinh thanh màu nhiệm. Phàm muôn sự cảm trí giác đều do vô vi, do linh hóa hiện, nhưng cuối cùng phát nguyên ở nơi nào, rồi cũng trở về nơi đó cả. Các con cũng hiểu rằng một hình thể con người là một tiểu vũ trụ theo đà tiến hóa từ khoáng vật đến làm người, từ cõi vô tri đến nơi cảm giác. Nếu các con khải ngộ nguyên nhân cùng tận của người là một phần linh của thầy, của hư vô truyền qua xác thể, là một tế phi tinh lực của đấng sáng tạo vạn vật, thì các con phải tin nơi huyền năng, nơi thượng đế. Các con dầu đã có tin có thầy hay nghi ngại phần nào,
thì giờ đây các con phải tin tưởng tuyệt đối rằng có Thầy, vì Thầy là Thượng Đế. Lúc bấy giờ, các con mới thấy sự thâm diệu của chân tâm đạo lý. Có được như vậy là các con đã có một phần thiên lực, bởi đã vẹn niềm tin tưởng nơi sự phò trợ của Đấng Toàn Năng. Lòng thành tín xuất hiện nơi con sẽ dạy cho con biết vạn vật nhân loại tuy khác ở hình hài thể cách, nhưng cùng chung nguồn cội đều là anh em, thì sự thương yêu cũng phát sinh liên cảm. Đó là đức đại từ bi vậy. Đại hồng thệ và sự thủy chung. Này các con đã có sự cảm tri hư linh, biết rõ ràng mọi việc lúc mới vào đạo đã thệ nguyện. Do sự chân tâm của con xuất phát, dầu không phải viết ra bằng giấy hay tuyên cáo giữa muôn người, nhưng sự ước nguyện, thề nguyện là phải trung thành. Lời thệ nguyện thiêng liêng, lời nguyện danh dự, ngoài việc thánh thần chứng chiếu, còn có chân tâm con minh chấp sự thật của con. Một việc tối hệ trọng là không nên gặp việc chi cũng thề thốt thần minh. Đối với thiên luật, các con bội ước bất trung, từ chối lời nguyền hay đạo điên biện lý, sẽ phải chịu tội. Với đời là mất lòng tin của người, mất sự tự tin ở mình, tự trói buộc vào vòng tội lỗi, để rồi ma vương hành hạ, hoạn họa liên miên. Từ đó trở đi, con sẽ cảm thấy không còn sự nhàn yên nơi hạ thế. Nhất là đối với người thọ pháp nguyên bí truyền của đạo, cần phải giữ gìn hơn người tu phước, kẻo phải mang lấy đại tội cho đến khi hấp hối, cũng chưa thấy được chiếu triệu đơn thơ. Tình đồng đạo. Này các con, điều quan trọng trên bước đường đạo pháp là các con phải chọn lấy bằng hữu, nghĩa là phân biệt được cái hay, cái dở, rồi phải dốc lòng thủy chung cùng bạn. Tình bằng hữu huynh đệ chân chính rất có ích trên thế gian này. Khi chọn tình bằng hữu huynh đệ rồi, con đừng nghĩ ngợi sự giàu sang vinh nhục, miễn sao bằng hữu đó biết được con mến yêu người đó. Ảnh hưởng đề huynh tối hệ, nên trước tiên người phải tạo cho mình sự chân chính thật thà, đầy lòng vì ta, vì gần người hôn mê tâm trí, luôn cao hạ thế gian, đức hạnh khiếm khuyết, hay ghen ghét giận hờn, mỗi lời nói là có ý khích bác đó đây, dèm pha phỉ báng, thì con sẽ bị sự nhiễm truyền, không nhiều thì ít. Ngược lại, gần người khoan dung đức độ, đạo lý hiền lương, rộng tầm trí tuệ,
tâm thần con sẽ được nâng cao thanh khiết, khiến cho tự chân tâm con khải ngộ được niềm vui lân lân thư thái. Đó chính là con thông nhiễm được phần chân quang diệu giác vậy. Này con, bằng hữu của các con là nửa phần thân trí của con ở ngoài người của con phải thương yêu quý trọng, dầu ở hoàn cảnh hay sự việc nào. Khi nghe bạn con khuyên, con nên theo, quyết chí thực hiện để chính mình trở nên toàn thiện. Nếu có người nào đem tiền tài danh vọng, chỉ dẫn mánh khóe của đời, bày vẽ sự vui chơi đoản lạc, để mua chuộc lấy bạn bè, đó chính là những hàng xỉm nịnh, bạc bẽo, bất thường mà thôi. Khi ngộ biến, chúng lại lánh xa. Trong cơn hoạn họa mới hiểu tình bằng hữu như thế nào. Con hãy xem trọng tình bằng hữu nặng hơn quyền lợi, dù phải hy sinh chính phần để đem về một phần cho mình. Con nên cố gắng, nên an ủi, khuyến khích cho nhau, mà đừng nên trách cứ. Này con, tình bằng hữu gần hơn tình phụ mẫu gia đình. Chớ để cho một chút gì vướng bận nghi nan, dù thể nào chớ nên bội phản. Nếu có sự khiếm khuyết vô hại nào có thể tha thứ được, con hãy vì thầy mà sẵn lòng tha thứ. Đừng vì lỗi lầm nhỏ mà bỏ tình bằng hữu thiêng liêng. Tuy nhiên, đối với đạo nghĩa tối trọng, thì không nên chuyển lòng mình theo bạn. Phải hết sức vạch án mây mờ, nhủ khuyên cùng bạn. Nghĩa vụ của con trung thành với bạn, dầu khi thấy rằng không thể lay chuyển được bạn, thì con cứ ung dung cách biệt một thời gian, chờ cho tỉnh ngộ, con sẽ đến hợp hòa. Không có kẻ thù nào mà không cảm hóa được cả. Nếu lòng con sẵn sàng khoan dung chân thật, con hãy kính trọng người đã dẫn dắt con trên đường đạo pháp. Yêu mến bậc hiền nhân, nhưng cũng đừng ghét bỏ kẻ tiểu tâm trần trược. Khi con đã tuyệt đối hy sinh, khoan nhân từ khiết, là giờ đó con sẽ gặp thầy cùng các bậc bậc tiên, dầu ở nơi nào cũng cảm ứng tìm đến để ứng trợ cho con. Đạo là chung tất cả, tốt xấu vinh nhục cùng một trường tiến hóa. Con giàu sang hèn mê giác đều có ở gần nhau. Nếu tốt thì tất cả cùng hưởng, xấu thì chung chịu. Phàm điều chi phát ra, tất nhiên phải thâu lại. Việc lành, việc dữ, điều trượt, điều thanh, tất thế nào rồi cũng phản hồi lại cho ta cả. Vì thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy. Con dung nạp điều thanh cao, thì trí huệ từ bi trả lại cho con. Con gây điều bạc ác, thì dầu con có cao bay xa chạy,
hay lẩn trốn nơi nào, cũng không hề tránh khỏi luật phản hồi nhân quả. Thầy từ bi hỷ xả, các con phải tập theo Thầy. Thầy đã phóng linh quang, hóa thân chuyển nhập vào vật chất hiện tồn. Chính bản thể của Thầy ứng trụ từ con vật nhỏ li ti để thể hiện được đức từ bi hỷ xả. Nếu con nào không ngại, quyết trúc toàn lực toàn sinh vì Thầy, làm tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó, tự nguyện thành dân hữu chất này, thì con đó chắc hẳn được sự ân thượng tối cao, vì đã tự mình bước vào cõi vô sanh vô diệt này. Dầu ở đời này hay ở cõi khác, đều có sự thưởng phạt báo đền. Kẻ ác nhân nhất thời hiện kiếp không có địa vị ở cõi hư linh. Nó chỉ biểu dương cho con người thấy chân giả, đoạn trường, rồi kết quả cũng bị tiêu diệt mà thôi. Nếu con nào muốn được về Thầy, mà cứ tin tưởng tự nhiên, phó mặc tự linh, số căn luân chuyển, không tự mình xuất công phu, không có công quả, hay vì đạo khổ lao, thì cố nhiên không có công đức gì, thì chớ mong được ân thưởng nơi cõi từ linh tịnh diệu. Nhưng nếu công phu công quả, sự khổ lao đó không có sự quyền quản của chính Thầy truyền xuống, thì chỉ thấy trái ngược luôn, rồi nay mai cũng vướng vấp sự bất thường. Bấy giờ tu cao, độc hành độc lập, kỳ thật tinh ngoại đạo thừa, kỳ thật là sự hiểm hung trong gan tấc. Khai đạo truyền chân. Một, tu nhân khắc kỷ. Các con phải biết các con là ai, phải tự tìm ra chân thể bản linh, có nghĩa là sự tự chủ ở nơi tâm. Đó chính là con cần phải công phu dũa mài cho kỹ lưỡng, phải biết tu sửa mình cho chân chính để thắng mọi sự cám dỗ dục tình. Con tự dạy con hơn là Thầy dạy con, vì chính con mới có thể sửa đổi cho con, chớ không ai có thể thay con để huấn luyện chân tâm con bằng chính con vậy. Con có bền gan tự chủ thì mới có đủ gương đại hùng cho người mến phục mình. Luôn luôn điềm tĩnh, sống ở thể xác, nhưng chủ trì nơi hồn linh. Phải cam chịu sự nhọc nhằn nơi thân thể để thông đạt phần trí tuệ cao siêu. 2. Tiết dục hay tuyệt dục. Trên đường đạo đức, thanh tịnh tu hành, điều xáo trộn khoảng giữa vô vi và hữu sắc là nhục dục. Sự nuôi sống thể xác của con là tinh huyết. Hễ tinh thoát thì khí hư, khí thương, thần tổn. Muốn có thần lực nhu hòa, phải giữ làm sao thắng được nhục thể. Đó là kết quả của người đạt đạo. Vì bao giờ
muốn tự hạ phẩm giá mình xuống, ngang hàng cùng loài vật, thì hãy thử nếm điều khoái lạc về nhục thể phàm phu. Khi nào con giận dữ, là chính lúc đó con đã rời xa thể xác, để gieo mình cho ác quỷ cuồng ma ngự trị, là tự con đã phá hoại đi cái phẩm cách con người để hoàn nguyên thú thể. Nếu gặp phải điều đau đớn, con nên nghĩ rằng muôn việc cũng đều do nghiệp trước gây nên. Hãy yên lặng nhận vào. Trong sự yên lặng đó, chính con đã tiếp nhận được một lý sáng suốt vô biên hơn là nộ sân vô ích. Này con, người có tâm quân tử, tánh thuần lương, mới giữ được sự ôn hòa, phải trừ khử không còn một chút ghét ghen, thù hằn chứa chấp nơi tâm. Tự con sẽ ung dung thư thái, vì biết dẹp được những sự nhỏ nhen bận bịu nơi lòng. Con nên biết công bình, thật tình, khiêm tốn là đức hạnh của người tu. Các con không thể tìm lý lẽ gì để tự biện bạch cho lòng mình. Khi làm quấy phải ngay thẳng, đừng chiêu tập những điều xua phụ mà không xét đến lý công. Khi con có được sự thật thà ngay thẳng, là con có đủ điều kiện để tiếp nhận lằn điển của thầy. Khi tiếng nói âm thầm tự lương tâm xuất hiện, lần lần pháp nguyên sẽ đưa con đến thông thần nhập diệu. Con luôn luôn suy gẫm để sáng suốt huệ tâm. Số phận chung của người đời là cái chết. Người mà chỉ biết chăm chú đến thân mình một cách tha thiết, chỉ biết góp tôm của cải, bạc vàng trên thế gian, khi chết đều mất cả. Riêng người đạo đức tu luyện pháp thân, biết rằng ngoài thân còn có chân thân là linh hồn, nên vị tha, xả kỹ, trao dồi chân thể. Khi đi về cõi vô vi là còn sự nghiệp, còn đem theo được của cải vô hình, chỉ trút bỏ lại xác thân vật chất mà thôi. Thầy quyết định với các con rằng, hễ con biết nhẫn nại, thẳng ngay, thật thà, thì con không thiếu thốn điều chi hữu chất, cũng chẳng mất phẩm vị chốn hư linh. Này con, thế gian có thể cướp vàng bạc, đất đai, sự nghiệp của con, nhưng đối với đức lành mà con đã trao dồi tích lũy, thời không ai cướp được. Phải với tâm quân tử, khi thọ đạo đại thừa, dầu được hay thua, còn hay hết, cũng cứ điềm nhiên, vì thế gian cũng chỉ của thế gian, chớ không gì hơn nữa vậy. Người học đạo hay luyện pháp, nếu để lòng mình u uất, lo phiền, nghi hoặc, thế là con đã lầm lẫn rồi sinh lòng chán ngán, thì làm sao học được chân truyền siêu lý cao minh, đừng nói chi đến việc hiển thần nhập thánh. Người giữ được lòng mình chân chính quân tử,
cũng được thánh thần phù trợ, khỏi phải chịu những tai to nạn lớn. Huống chi các con đều được Long Thần hộ pháp bảo vệ. Khi thật tâm vị tha xả kỹ, tuy nhiên trong thâm tâm lúc nào cũng có điều phải trái, cánh tà lẫn lộn. Con nên nghĩ không có gì hoàn toàn xấu, cũng không có gì hoàn toàn tốt. Phải xét cùng tột điều ẩn khuất mới biết được một phần. Duy có thầy và các bậc đại thiên tôn mới toàn tri thiện ác. Nếu con đã thi hành công quả theo lời thầy dạy mà chấp riêng cho mình rồi tự phụ kiêu căng, đó là điều tai hại nhất, ngăn cản con bước đường tinh tấn về thầy, mà cũng làm cho con khổ trí lao tâm vì chấp trần mà quên đức độ. Muốn cho người hiểu được đạo, bổn phận con phải chịu lòn, lặp lại nhiều lần mà không nóng nại. Đối với người có lỗi, phải chỉ bảo mà không nên giận dữ. Đối với kẻ ác, thì tìm cách sửa chữa mà không nên ghét bỏ. Đạo cũng như hạt giống, người ví thể đất lành. Tuy nhiên, đất cũng có nơi tốt xấu, cao thấp, phải kiên nhẫn mới được. Huống chi tâm pháp huỳnh đạo mà thầy trao cho con lại bắt người trí khôn thấp kém phải hiểu ngay thì làm sao được. Những hạt giống quý thường khó mọc, dầu ở đất tốt cũng phải công phu làm lụng kỹ lưỡng mới mong đạt lấy kết quả ngày sau. Đối với người phải tùy duyên cao thấp, cố dạy cho người dung nạp được điều truyền dạy của con. Nếu điều truyền dạy đó chưa hiệu quả, con đừng nên nản chí, nóng nại, vì giống lành, đất tốt, vun bồi đầy đủ, nhưng vẫn còn chờ thời tiết mới nên. Thầy đã bố điển ngàn nơi, tùy duyên cao thấp, nhưng con nào đã thọ chân truyền chân lý của thầy mà còn chạy theo điều thấp thỏi, vì chút hư danh tự tại hay cảm tình thế hạ mà tách xa, thì cũng như đứa học trò lớp cao lại hạ mình trở về lớp dưới để đứng đầu trong số nhỏ nhoi kia. Thầy dạy kỹ con điều này, dầu ở nơi đâu cũng có thầy dạy, cũng thi phú từ văn kêu réo các con dạy khuyên này nọ, nhưng khi con đã nhiếp thọ được chân truyền siêu lý của thầy nơi đây, lại không phân biệt được thấp cao, lớn nhỏ hay sao? Cuộc đời con không phí, dầu phải hy sinh tầm chân lý, tâm pháp cao siêu để đạt đạo diệu màu, chớ không phải vì chút không đâu mà đê đầu buông theo thị dục. Phải vì chân lý pháp tâm cao quý của thầy mà đem trí phán đoán thẳng ngay, vững lòng vô nhiễm. Điều thầy dạy đây phải theo cho đúng, dầu thầy có chiếu điển nơi nào mà người tiếp không phải
mệnh thừa thiên phụng, hay lời nói việc làm của kẻ khác. Không có pháp tâm thì chớ ai vua mà không suy nghĩ. Tâm pháp của thầy không chi dễ dàng mà đạt được, phải chăm chú nghiệm suy từ năm từ tháng, kèm theo với lòng thành kính, khổ công chịu đựng mới có đủ tư cách đạt lấy bí quyết nhiệm màu siêu việt. Người đời cũng như các con thường bị khổ sở bởi chính việc làm nông nổi, không cạn xét cùng suy, không ý thức rằng thầy truyền sứ mạng phụng thừa là chân lý pháp tâm, lại tùy thuộc sự phán đoán khéo nuông chiều của kẻ khác. Một lời thóa mạ của kẻ phàm nhân vô ý thức, lẽ bài bác của người ích kỷ nhỏ nhoi, lý của người ngoài đời kinh thế, không thể lọt vào tay của người đức hạnh vững, khoan dung, chí hùng, thành hưởng. Thế mà lại có con nghe theo những lời lôi cuốn đó hơn là lời tha thiết của thầy. Còn có những con không rèn lòng khiêm tốn vì tự phụ kiêu căng rằng mình biết nhiều hơn hết, hơn cả người dạy bảo mình. Bài bác bâng quơ, thành ra tự cao tự đại, rốt cuộc chỉ ngăn trở đường tiến hóa của đạo pháp mà thôi. Con nên ghi khắc: người đạt đến chân lý cao siêu thường kính cẩn khiêm nhường, vì hễ quyền lực mà phô trương tất phải tiêu mòn. Chân ý đã truyền ra rồi tất có ngày phai lạc. Con phải giữ gìn kính đáo hơn châu ngọc, đó là sự khiêm tốn vô cùng, khoan dung điều độ. Này các con, bước đường đạo pháp không phải vừa cầu danh vừa đắc quả. Trong cuộc sống hàng ngày, thầy muốn các con bề ngoài giống như tất cả mọi người, nhưng dung nghi thái độ ôn hòa, hành động khoan chính, lời đạo đức thường bàn cũng đủ biết rằng bề ngoài tuy thế tục, nhưng nội tâm khác hẳn thường nhân. Phàm muốn truyền bá chân lý phổ cập đạo màu mà cổ động ồn ào, mạnh bạo, muốn thi hành cấp bách, đào tạo nhất thời, hảo huyền tiên liệu, thì chỉ thu nhập được những phần tử nhiệt cuồng, vọng động, làm cho mối đạo phải suy đồi. Trái lại, còn dục lòng cho kẻ ganh hiềm ghét ngỏ, thóa mạ dèm pha. Con đừng nên đem hạt giống lành mà gieo trên sỏi đá, chỉ tốn công vô ích, chỉ thu hoạch lấy sự ghen hờn trở ngại mà thôi. Khuyên con, thầy không cấm, con được quyền nếm cho biết đủ mùi, mà không nên lạm dụng hay đam mê. Điều chi cũng chớ nên nhất đoán cấp thời, mà phải tuần tự tiến hành. Vì mùa xuân không thể bước qua mùa thu mà không có mùa hè chuyển tiếp. Con muốn tiếp xúc với thần, tiên, thánh, Phật, hay gặp gỡ mẹ thầy,
Điều đó không khó. Con phải gặp con trước, biết con trước, rồi sẽ biết được những gì tất cả trong tam thiên, đại thiên thế giới. Bấy nhiêu lời thầy giảng trong thiên ngọc kinh tâm pháp này mà con thực hành và thông suốt cho kỳ được, thì đến khi con rời bỏ thể xác ô trọc nặng nề này, con sẽ về cõi hư linh thanh khiết, và lúc bấy giờ không còn sanh tử luân hồi mà trở thành một vị Phật tiên tự tại. Trích đoạn 2 chương 1 của Ngọc Kinh Huỳnh Đạo. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tứ Phước Hữu Tội Đại Thiên Tôn.